Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, chúng ta trở lại với anh Quang Đặng, Global Investor, để cập nhật thị trường chứng khoán ngày thứ Năm, ngày 9 tháng 4 năm 2020. Xin mời anh Quang Đặng, thị trường ngày hôm nay lên xuống thế nào thưa anh? Xin chào anh Vũ Hoàng Linh, xin chào khán giả phố Bosa TV ở Hoa Kỳ, Việt Nam, Úc Châu, Âu Châu và nhiều nước khác. Dạ thưa với anh thì tiếp tục một màu xanh hy vọng của ngày vừa qua nó đẩy lên mạnh mà bữa nay nó hồi sáng nó đẩy mạnh lắm nhưng mà sau cuối phiên nó rớt lại thì dù sao nó cũng cho xíu hy vọng của cái mùa corona thì bớt khổ dần bớt khổ. Dạ thưa anh thì giá của Dow Jones bữa nay là tăng 285 điểm, tương đương 1.22%. S&P 500 tăng 39.84 điểm, tương đương 1.45%. Nasdaq tăng 62.27 điểm, 67 điểm, tương đương với 0.77%. Thì dạ thưa quý vị, thì hồi sáng nó đạp lên nhiều lắm, như là mấy hãng máy bay nó đạp hai mấy phần trăm thôi, như thuyền nó đạp nhiều lắm. Thì hy vọng quý vị đã thoát được những cái lần nó giá keo, còn nếu ai chưa thoát kịp thì ngày mai nhớ ra nhé. Thì đó là stock. Rồi bây giờ sang currency, là sang hàng hóa, commodity. Commodity thì giá gold cũng tăng lên chút, giá crude oil thì do cái deal giữa Ả Rập Xê Út với Nga là thỏa thuận cắt giảm 15 triệu thôi mà cuối cùng không cắt nhiều, cắt có phần ba. Bây giờ giá dầu rất thê thảm, xuống còn là 23. Quý vị từ từ vô nhé, mình sẽ có cơ hội đánh lớn. Thì có thể Quang không còn cái ngày đó nữa, nhưng mà trước khi ngày thứ sáu con sẽ cho mọi người một vài cái tip. Giá dầu bữa nay rớt cả 7-8%, nước đồng mới xuống. Giá natural gas thì Quang nói thứ tư thứ năm rớt, quý vị thấy rớt không? Thứ tư rớt, thứ năm rớt, cuối phiên rồi vô này. Bây giờ bắt đầu vô chút, ok. Nó là dễ ghê. Giá dầu bột mì thì có tăng chút, 2%. Giá gạo cũng 1.47%, mấy bữa trước của nó lên sau nó bị rớt xuống chút, thì Quang sẽ nhìn coi nó có rớt thực sự không, hay nó đảo thực sự hay không, hay là chỉ là một cái hành động lấy lợi nhuận chốt lời thôi. Thì đúng là bữa nay nó giật lên lại, nó còn tăng cứ từ từ. Như gẹo thì đó là hàng hóa. Currency thì đô Mỹ yếu lại hơn chút, mấy ngoại tệ tăng hết, xong hết, yếu lại chút, chạy vòng vòng trăm, chưa có gì đột phá đâu. Chỉ có giá vàng, nhưng vàng tại bữa giờ không có bàn luận, nhưng mà thôi bỏ nó qua bên, giờ nó đã cũng 1.700 rồi, thì ai ai mua bán phải cẩn thận giá này, còn chưa có remind cái gì hết. Thì đó là điểm sơ về ba thị trường. Thì nói về mấy stock của mình như Macy, Ford hay là United Airlines, American Airlines, Delta, Boeing, rồi mấy sòng bài MGM, rồi Xí Xà, rồi Wells Fargo hay American Bank, rồi có nghĩa nhiêu đó là cái mấy cái mình hay tập trung nhất. Có thể có một số thứ khác nếu mà mấy cái đó tập trung nhất. Thì mấy hãng du thuyền cũng tăng khủng khiếp, đi hai ngày đã thấy 30-40%, hôm nay tăng 20% nữa. Thì ai nhanh thay thoát được thì cứ thoát, bên đây không chưa thoát thì mai thoát. Người quan cảm thấy nó có một cái gì đó nó vẫn chưa ổn, khi mà giá dầu đi xuống như vậy, các công ty dầu mỏ mà bị phá sản là nguy hiểm, rất nguy hiểm, nó có thể bị domino. Mà từ các công ty dầu phá sản, nó kéo theo nhà băng sập, bất động sản sập, thì có thể nó sẽ đi dây chuyền. Nhưng phải cẩn thận, nó vẫn còn một cái something bad ở phía trước, nên không thể chủ quan được. Thì những ai đã có lợi nhuận thì cứ lấy lợi nhuận, mình nằm ra ngoài, mình tính chuyện khác sau. Thì có gì mai con sẽ
cho mọi người một số cái tip khác nữa để phòng trường hợp khoảng cách break hơi lâu thì quý vị có cái guideline để đánh. thưa quý vị, có lẽ mình đi câu hỏi đi, mình thấy câu hỏi nhiều lắm. Câu hỏi nhiều lắm nhưng mà có lẽ chỉ còn một hai ngày để anh Quang chia sẻ với mọi người, cho nên chúng ta sẽ cố gắng đi qua hầu hết các câu hỏi nếu được. Đầu tiên là bạn Vi Huỳnh, sư phụ mà có kênh livestream tiền bao nhiêu đệ tử cũng xin đóng để theo. Dạ, cảm ơn bạn. Nếu quan suy nghĩ. Chỉ còn suy nghĩ thôi chứ chưa có quyết định ha. Dạ. Bạn Hằng Thi, how can I buy crude oil? Couldn't find the symbol. Sorry, I'm a newbie. Tức là bạn này nói làm sao để mua cái crude oil, tại vì bạn ấy không tìm được, bạn ấy mới là cái người mới 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 bắt đầu. Cái này trả lời nhiều trên nhiều clip này. Mọi người phải nói chuyện với broker của mọi người. Chứ những câu hỏi này đừng có hỏi nhiều quá, làm lãng phí thời gian của nhiều người khác. Thực sự mọi người phải coi những clip trước để mà mấy cái đó nó rất là đơn giản. Hoặc là mình lên Google cũng được, Google rồi đánh cái tên của cái broker mình, rồi cái oil mình cần, cái symbol gì đó, thì có thể nó sẽ show ra liền. Cái đó rất là dễ. Nhưng mà Mọi người nên coi lại những cái clip cũ, ngoài những cái thông tin hàng ngày của các clip đó thì còn có những cái kiến thức thức mang tính tổng cơ quát, bản. cơ bản, Nhiều cho người nên hỏi. là nhiều người hỏi, và cũng để ý là những cái clip nào, những clip cũ đó thì những cái thông tin mang tính hàng ngày cập nhật đó thì nó không còn cập nhật ở trên những clip đó nữa, cho nên để ý cái ngày của cái clip đó để mà tránh là dựa vào cái ngày của tháng trước mà đánh cho cái ngày mai thì nó là không có Đúng được. vậy, Đó. mình phải cẩn thận. Bạn bạn Sense Toy, xin cảm ơn anh đang thất nghiệp nghe được chương trình này giúp tôi qua được thời gian khó khăn. Xin anh Quang báo giúp khi nào ra AAL nha. Nhìn thấy anh nhớ câu thơ xưa, ví phỏng đường đời bằng bản phả, bằng phẳng cả anh hùng hào kiệt có hơn ai. Xin cảm ơn. Bạn này còn làm thơ nữa. Còn đọc thơ nữa. AAL có nghĩ phải ra, anh phải ra nhanh tay thì ra bữa nay được giá tốt, còn không ngày mai phải ra mấy hãng máy bay mấy cái kia mình phải ra hết, kể cả mấy C4 ra hết luôn. Có nghĩ vẫn còn một nhịp để quan coi. Bạn Minh Nguyễn, cảm ơn đã hỏi dùm. Ok. Bạn Vương Trần, chào anh Lân, anh Quang, nhờ theo dõi clip của hai anh từ hôm 1 tháng 4 đến giờ mà em đã lãi 30% cổ phiếu của PVS, mã CP của Tổng Công ty Dịch vụ Dầu khí Việt Nam. Em chân thành cảm ơn hai anh nhiều. Bạn này Tới coi ở kia. đây mà đánh lời ở Việt Nam. Tại vì cái clip em bình luận về thị trường Việt Nam thì bạn nói dựa vào cái guideline đó để đánh các công ty dầu khí, nhưng mà quan nghĩ bạn phải ra, nhưng không có để nhiều bây giờ. Các công ty Việt Nam chưa có ổn đâu. Thì chúc bạn may mắn. Vi phạm, hai anh Quang, anh add email của em vi phạm 29 Gmail trong group của anh nha. Có trả phi em cũng rất vui lòng theo. Thank you anh nhiều. Ngoài bạn này ra thì Cảm cũng ơn có bạn. rất là nhiều bạn gửi cái email của họ yêu cầu anh Quang add vào nếu một khi mà có cái hệ thống mà gọi là báo động, có chi phí, có lệ phí mà báo động cho các bạn đó. Dạ, cái đó thì chưa, để ngày mai Quang sẽ đưa ra cái form để mọi người fill out trước. Thì Quang coi cái thực tế mọi người như thế nào thì Quang mới quyết định như vậy. Cái làm cái Alex fee hay gì đó. Dạ, như vậy. Bạn Hoa Nguyễn, bạn này cũng nói là sẵn sàng trả phi nếu mà có cái hệ thống email đó. Bạn Trung Bùi Văn cũng vậy. Bạn Hùng Phạm cũng vậy. Bạn Lộc Hoàng cũng vậy. Bạn Lập Lòe Phố Bô Sa. Bạn này thì Lập Lòe Phố Bô Sa, nghe nghe có vẻ lập lờ Phố Bô Sa quá. Thôi cũng đọc luôn. Bonds và stocks, cái nào safety hơn vậy anh Quang? Tại thời điểm này ha, tại thời điểm này thì bond anh vô lỗ không à?
mấy tháng trước vô cũng lỗ, có nghỉ vô 1-2 tháng trước cũng lỗ. Có nhiều người email quen nói chuyện bond trễ quá, cũng thua lỗ 5-10%. Chứ đừng có nghĩ là bond safety, bond chỉ safety khi crisis thực sự mà mình phải vô sớm hơn trước vài tháng. Chỉ là anh dễ vô tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 10 là một phải vô rồi. Chứ còn để tới tháng 1, tháng 2 mới vô thì nó too late, đã bị nhiều lắm. Thường mấy người vô nó hay bị dính lắm, dính lỗ. Nhiều người cứ tưởng bond safety thì không phải. Đúng không? Thì cái safety hay không safety vô cái cách nhìn của mình với cách đánh thôi. Như bữa giờ cổ phiếu là rủi ro đó, nhưng mà mình nhảy vô mình có 100% rồi. Ai nhanh tay là 130, 150, còn ai chậm tay thì cũng được 50%. Hai cái lần nhảy ra vô của mình ít nhất cũng 50% cái số tiền quý vị bỏ ra rồi. Thì bond tới chừng nào mới được như đó, mà trong khi đánh bond tại thời điểm mấy tháng, 2 tháng gần lại đây thua không, không phải thua mà là tại vì cái giá bond mua cao lắm, bây giờ nó xuống nó thấp, tại vì phân lời nó thấp rồi cái giá bond nó bị rớt nữa. Nên là nhiều người cứ nghĩ bond safety không phải. Thì theo quan thì tùy vào điều kiện thị trường, nhưng mình phải nhảy vô đúng lúc, cái nào nó cũng rủi ro hết. Bạn Sen Toy cũng yêu cầu đưa email vào. Bạn Phương Trần, cảm ơn anh, mình đã từ giã stock vào thời điểm 911 trở lại stock vào lúc COVID-19, vậy là có duyên với hai anh. Nếu có thể xin được trao đổi, xin được vào đội, cũng vào đội alert female đó, tức là email đó, tức là cái email thông báo của anh, thì cái đó thì anh Quang nói là Dạ, sẽ cảm đưa ơn ra anh. cái form. Bạn Sài Gòn Love, hai anh Quang xin anh nhận xét về công ty Stitch Fix, tức là SFIX. Chờ em xíu. SFIX. Là stick fit pro. Stitch Fix. Stitch Fix market là 1,5 tỷ, đầu năm giờ cũng rớt gần 50%, dividend chưa thấy, PE hơi cao nha bạn, 55 quá cao. Để mình coi. PE cao quá, bạn mua nhảy ra nhảy vô xíu được, còn đầu tư lâu dài quá, tôi không nghĩ công ty này good. Cùng lắm bạn anh được 10-20%, cũng không có nhiều đâu, nhưng phải cẩn thận. Bạn dòng đời đổi thay, xin hỏi mua Luckin Coffee nhưng stock đã bị ngưng trade rồi, có bị mất hết tiền không? Cảm ơn. Anh coi lại cái clip hôm qua. Bạn Nam Nguyễn Hà, xin anh cho lời khuyên đầu tư vào công ty nào thuộc 5G, 5G và AL, mục tiêu là 3 tới 5 năm. Chắc cũng là cái clip hôm qua anh đã nói rồi. Bữa qua Quang có đưa cái list 5G rồi, thì gợi ý của Quang là anh cứ pick pick top 1, top 2 của từng quốc gia. Chẳng hạn như Mỹ có cái nào top 1, top 2 thì anh pick vô, China có cái nào top 1, top 2 anh pick đầu tư vô đó, thì nó chắc ăn. Nó là cái gợi ý. Còn cái giá nào thì nó thuộc technical nữa, thì không phải coi mới biết được. Chứ bây giờ anh hỏi này nó cũng hơi nhiều, nên là Quang chỉ gợi ý là như vậy. Bạn Tùng Nguyễn Mạnh cũng yêu cầu đưa cho vào cái nhóm email. Bạn Nguyễn Masayuki cũng vậy, xin vào nhóm email. Dạ, Bạn cảm Phú ơn Nguyễn F, tức là Four, đã cất dividend rồi, còn Macy thì đang mang máy trợ thở. Tất cả những company mà dividend trên 10% coi chừng nguy hiểm, sẽ bị cut chắc chắn. thì cái đó Quân có nói rồi, cái cổ đông nó có thể cắt bất cứ lúc nào, mà cái tình hình kinh doanh này là không thể nói là nó sẽ chia được. Nhưng mà bây giờ anh cũng thấy đó, cái market nó đẩy lên cao liền rồi. Mà hình như Quang thấy người này có hay 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 có post một số cái câu hỏi
Có thể người này lớn tuổi hơn Quang, con nghĩ hình cha chú đó. Cái cách của Hy đầu tư Hy rất là thận trọng, Hy chỉ lựa những công ty safety. Thì mỗi người có một cái cách invest, như Quang nghĩ ra nhảy vô là cũng cả 100% rồi. Còn anh thì anh sợ những công ty này anh không có vô thì anh mất cái cơ hội của anh, của chú. Thì mỗi người có một cái cách đầu tư. Quang thì chưa có long long time bây giờ đâu, phải nhảy vô vài lần nữa. Thì những cái công ty đó con nghĩ nó cũng sẽ tùy, không đến nỗi cách đi quyết định thôi, nó không phải là phá sản thì nó vẫn có good để mà đầu tư. Còn con thấy hình như anh hay chú có một câu hỏi, một cái câu hỏi phía dưới xíu, anh cứ đọc nốt câu hỏi để con coi hai công ty của chú. Ok. Bạn Jennifer Lương, how about NIO? NIO là công ty dược phẩm, Quang đã cho cái clip mọi người và có nói là tin fake news ra rất nhiều, đánh cái đó phải cẩn thận. NIO ngày xưa chưa có cái corona là nó có 1-2 đồng à. NIO là NIO. NIO I NIO không phải công ty nào gì khác. NIO. Công ty nào gì khác. NIO. NIO Market. NIO Market là 2 tỷ 8. Không có sơ bất cứ gì hết. Đầu năm giờ nó cũng rớt 46%. Mà nó không sơ cái gì hết thì con cũng sợ nó rủi ro. Kể cả nó rớt 46% này nó vẫn không dám ra đưa ra lời khuyên của bạn đầu tư lúc này. Bạn muốn đầu tư thì chờ nó test giá với 1.5 lại coi sao. Bây giờ nó ra là 2.67, cái này vô không được. Bạn Đan Nguyễn, hello hai anh, hai anh khỏe không? Anh Quang cho em hỏi, anh nghĩ thị trường nhìn chung tuần tới như thế nào? Giá Boeing trong phạm vi nào thì mua được vậy? We love you, anh Quang. Hope to see you soon again. Yeah, I love you too. I love you guys too. Nhưng mà cũng cũng phải take time xíu bạn. Thì market con thấy nó không có ổn. Nên ngày mai mọi người phải ra lấy lại gần trước. Con thấy nó chưa ổn để một cái trend đi lên từ từ đâu. Để coi thứ sáu thì con có thể cho mọi người một số cái idea. Thì bây giờ là phải take profit mấy cái mình đã vô của mấy ngày trước. Cũng ít nhất 20-30% rồi. Thì cũng not bad. Trong có mấy ngày, một tuần. Bạn Toby Nguyễn, chào hai anh Quang nghĩ gì về Dai Bond là DBD, Dai Bond Nixdorf in DBD stock? Đi. Đây, vâng. Market là 351 triệu. Dividend không thấy. Khi không thấy, từ đầu năm giờ âm cũng 6 mấy%. Nó gần giống cái công ty trước. Vẫn có rủi ro. Giá này anh cũng mua được chút thôi. Mua đắm trong ngắn hạn chút chút thì được. Trên dưới 4 đồng mua được chút. Nhưng mà cũng không đợi. Safety thì canh được nó xuống cái 3,5 đồng. Mua được chút nhiều. Ok. Ok. Anh David Nguyễn cho mình hỏi sàn nào tốt nhất? David Nguyễn, anh có coi cái clip trước của anh có nói với mọi người chia sẻ đó. Có 13 công ty hàng đầu thế giới. Thì Mỹ có 4 công ty. Anh Quốc có 3, Swiss 1, Denmark 1, Germany 1, Australia 1, Japan 2. Thì mỗi cái nó có một cái khác nhau. Nhưng mà Quang thì vẫn thích các công ty Mỹ hơn. Thì Mỹ nó lên đến nhiều thị trường, mình đánh được nhiều.
Ai thích technical thì chọn interactive broker. Ai thích đơn giản thì chọn TD Trade American. Ai thích nhiều function hơn thì chọn Strap. Strap. Bạn Rosa Nguyễn, hai anh Lân và anh Quang từ New Zealand. Chân thành cảm ơn anh rất nhiều. Mong anh Quang chia sẻ về cổ phiếu của New Zealand. Được không ạ? À? Cổ phiếu nào nên mua bây giờ để đổ dồn vốn vào? Rất mong anh chia sẻ. Quang cũng có đọc cái text của chị trên Facebook thì rất tiếc là chị lên tiếng hơi trễ, mà Quang cũng quên mất là có New Zealand, cũng có người Việt mình sống. Thì Quang cũng đã list được 9 công ty chị, thì Quang nghĩ chị chọn công ty E, New Zealand E là được. Chị có thể bỏ tiền như đó, chị cần tiền down căn nhà mà giờ có mấy chục ngàn thì mong chị khoảng 5, 5 rưỡi chị đổ tiền để down được nó. Thì cái cổ phiếu đó được, New Zealand được. Còn có một cái công ty bất động sản cũng ok, list 9 công ty của New Zealand. Xíu nữa Quang sẽ đưa cho anh Lân, để anh Lân post lên cho chị share cho mọi người ở New Zealand luôn. Thì Quang nghĩ là cái New Zealand là một, hoặc là Westpac cũng được, là Sky City Entertainment, ba cái đó chỉ có thể bỏ vô. Thì hai cái bỏ nhiều nhất có thể là Air New Zealand, cái thứ hai là Sky City Entertainment. Ok. Bạn Hiền Đăng hoặc là Hiền Đặng, nhờ anh đánh giá KSS và một số công ty nữa. KSS. À, có bốn bốn công ty bạn ấy list ra thì không biết là mình mà pick một hoặc là hai cái để mình nói chứ, hay là mình go over hết Em nghĩ một thôi. Khô thì thì mình bữa lấy. trước mình có nói với mọi người rồi. Khô thì khô với Macy thì chọn Macy thôi. Thì mọi người muốn mua thì cũng được thôi, nhưng mà bây giờ giá này đừng mua nữa. Giá nó lên 19, đừng mua nữa. Muốn mua thì phải chờ, chờ nó rớt lại, cái giá này không vô được. Anh đọc nốt mấy cái symbol của bạn. Cái thứ nhì là GAIN, GAIN. Gain Glass. Glassstone Investment hả? Công ty này nhỏ lắm, đừng có đầu tư, nhưng mà mấy công ty mà tài chính nhỏ nhỏ trên dưới 300 triệu đừng đầu tư, nguy hiểm. Kể cả nó rớt nhiều cũng vậy. Công ty thứ ba là CNQ. CNQ là Canada Natural Resources. Xin kêu mà không biết bạn bạn đánh list nó ở thị trường Mỹ hay Canada, nó có list cả hai nơi, thì cái này cũng đọc ở thị trường Mỹ như vậy. Tài sản cũng 16 tỷ, công ty này được, CNQ được, có thể mua được, canh giá trong khoảng V10, 13 mua được. Thì tại vì P nó cũng thấp lắm, 4.2 rồi, dividend nó chia 8.97, ok, đầu năm giờ rất 5 mấy %, ok, mua Và được, công ty nhưng thứ mà tư chờ. là DIN. DIN DIN. DIEQT DIEQT công ty này mấy chỉ số rất là tốt, thi 5.8, dividend cũng trên 10, đầu năm giờ đó 6 mấy %, có thể mua được, nhưng chờ nó rớt khoảng 25-27 như vậy, bây giờ cũng 35 này, cái nhịp trên đây bằng lỡ nhịp rồi, phải chờ rớt lại mới vô chứ không vô được bây giờ. Câu kế tiếp của bạn Văn Chiến Phạm, tôi mong anh Quang cho tôi vào nhóm, tôi ở Việt Nam, cảm ơn anh Quang nhiều. Dạ vâng, xin chào anh Quang Chiến. Thì để Quang đưa cái form cho mọi người fill out rồi Quang mới quyết định như thế. Bạn KD, chào hai anh, chúc anh cuối tuần vui vẻ, xin anh Quang cho biết ý kiến về Macy's, em lỡ một nhịp rồi, xin anh cho biết cái trend của nó có đi xuống lại không? Nếu có thì giá nào mua vô được, bây giờ thì bán ra hết.
Bán ra hết, Quang đang kêu mọi người bán ra. Sáng nay thực ra Quang đã bán rồi, anh kêu mọi người ngày mai chạy. Ừ, căng giá nó cao cao xíu chạy liền, ráng về sớm chút để mà chạy kịp. Nên ra với nó sẽ còn nhiệt nữa. Cái còn nhiệt đi xuống thì tốt nhất là trên dưới 5 đồng. Canh trên dưới 5 đồng được là tốt nhất. Anh nằm dưới trên dưới 5 đồng là bán hay là mua thôi anh? Mua trên dưới 5 đồng mua. Còn bây giờ thì còn bao nhiêu là cứ ra cho ra hết. Bao Văn nhiêu trên chương dưới 65, 65, 7 đồng rồi hết. bạn Văn chương à, chào anh Lân và anh Quang, cảm ơn hai anh đã giúp cho những người chưa hiểu về stock như em tới hôm nay đã hiểu chút căn bản về stock và cũng thử thời vận theo sự hiến kế của anh Quang. Cảm ơn anh Quang nhiều lắm. Chúc sức khỏe hai anh. Hơi bị buồn khi anh tạm đóng chương trình này. Vậy là bạn này cũng học hỏi được chút chút. Bạn An Trần, hai anh Quang, em ở Việt Nam có mở được tài khoản ở Interactive Live Brokers nhưng không biết sao chuyển tiền vào tài khoản nhờ người thân bên Úc thì không được. Em thấy tài khoản dưới 10.000 luật Mỹ không cho giao dịch T cộng zero. Muốn chuyển tiền thì bạn phải có bank account ở overseas. Quang có một clip Quang có nói rồi, mọi người phải bay qua Hồng Kông hoặc Singapore chuyển tiền qua đó xong rồi mới đánh, rồi mới phân qua đây được, rồi mới đánh được. Thì bạn mở lớn hơn chút đi. Nhiều nó có nhiều cái cổ phiếu mình đánh, mở lớn hơn chút. Bạn Diễm Nguyễn, hai anh Quang cảm ơn về lời khuyên chân thành. Em rất mong được vào small group, tức là cái nhóm nhỏ học của anh, hoặc là từ livestream đặc biệt. Em sẵn sàng trả phí bao nhiêu cũng được vì em rất hâm mộ tính cách quyết đoán và nói chuyện chân thành của anh. Bạn ấy cho email. Cảm ơn mọi người. Để con xin đi. Bạn Nhung Nguyễn, cảm ơn anh. Tôi có mua mấy công ty anh Quang đều thành công. Lúc trước tôi chơi stock tôi cũng may mắn lấy hết ra. Tôi theo dõi chương trình, mỗi ngày học thêm nhiều kiến thức. Tôi hy vọng anh Quang nhận vào nhóm. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Để con coi. Bạn Thanh Đinh, chào anh Lân và anh Quang. Anh Quang cho em hỏi chút, hôm nay em có mua cổ phiếu của American Airlines giá 12 đồng rưỡi, 12 đồng, 12.5. Theo anh, bây giờ em nên để dài hạn được không? Và còn cơ hội nào Boeing nữa không anh? Em cảm ơn. American Airlines hồi nãy Quang có nói mọi người, hồi sáng Quang ra được 14, trên 14 xíu rồi rớt lại. Ngày mai bạn ráng canh ra đi, có xíu tiền ra đi. Rồi từ từ nó sẽ rớt lại chứ chưa lên liền được. Rồi Boeing, bạn vẫn còn cơ hội. Boeing cũng chưa lên liền được. Nó sẽ còn một vài nhịp nữa. Thì hy vọng Quang cho mọi ngày mai để coi có nó cái gì thì Quang cho mọi người cái tip. Đánh trong tuần hay 2 tuần gì đó cái ngày like. Bạn Hoàng Huynh, bạn này tranh thủ hỏi cú chót trước khi anh nghỉ. Chào hai anh, trước khi anh Quang ngưng làm video tuần này, xin anh Quang cho em 9 top công ty như du lịch, khách sạn, du thuyền và sòng bài để cho tương lai trong khi không có anh tư vấn. Hy vọng hai anh sẽ trở lại chương trình này hoặc những cách khác. Lệ phí em nghĩ chắc không có vấn đề với với đại gia đình này đâu. Em nghĩ mọi người đang chờ quyết định của anh. Chúc hai anh cuối tuần bình an, nhiều sức khỏe. Giờ thì bữa giờ những cái list đó Quang cho mọi người hết rồi mà. Từ du thuyền thì có pick những công ty hàng đầu rồi. Sòng bài thì có pick cho mọi người là GM với sĩ sài chứ không vô view với Las Vegas Sands. Rồi những máy bay thì cũng pick là American Airlines hoặc là United Delta rồi Boeing. Nhưng mà Quang nghĩ bây giờ chưa thể vô lại đánh lớn mấy công ty kia. Mà hy vọng Quang có thể thu xếp xuất hiện sớm để cho mọi người cái cảnh báo hay cái warning thì có thể nếu kịp ở trên này thì tốt, còn không thì theo dõi Facebook để Quang cho một vài cái tiết trên đó để mọi người đánh khi mà không có lên.
Mà bây giờ đưa chính công ty ra thì tôi nghĩ hơi sớm, phải cần thêm chút thời gian. Bạn Peter Nguyễn, hai anh cho em hỏi tương lai của Tesla. Trước đây Tesla là 1.000, bây giờ là 550, 550. Anh có nghĩ là Tesla có rơi thêm không? Em có nên mua hay không? Cảm ơn anh. Có vẻ cái name của Tesla hấp dẫn nhiều người Việt mình, mà dù quan không có hứng thú với nó nhiều lắm, quan toàn đánh short không, ngày xưa đánh short được 800 mấy 900 short, số hay nhịp, tại vì hãng xe này nhiều nhiều người mê thích nó. Nhưng quan thì quan thấy đầu tư lâu dài nó có nhiều cái nó good hơn, giá 550 là một hơi cao, phải cẩn thận thì nó sẽ còn những cái nhịp đi xuống nữa chứ chưa lên được, bạn phải cẩn thận. Tức là mê Tesla thì cứ việc mua Tesla, nhưng mà để kiếm tiền mua Tesla thì đi kiếm stock Phải từ khác từ dễ ăn hơn. đánh đánh mà đánh option á, đánh thế là rất là sướng, đánh mua phút mua mua khổ lẻ lắm, tại nó đi một ngày đi cái rạc đi lên xuống lẻ lắm. Thứ hai là nó cái volume lớn thì những cái ai mà đánh đánh swing, đánh swing nó nhảy vô lên xuống như này, đánh option, call option, put option là thế là một trong những cổ phiếu rất là good để đánh, để nó đi nhanh lẹ, thì đó là một trong những cái cổ phiếu mà Quang thích khi đánh cái kiểu như vậy. Bạn Kai Trong, chào chú, stock symbol USO APA HAL có phải là của dầu crude hoặc là Brent Oil không? Con nghe chương trình sẽ dừng sau tuần này. Con cảm ơn hai chú đã giúp mọi người kiếm thêm tiền trong thời gian khó khăn này. Nếu có duyên con sẽ được cơ hội học hỏi thêm từ chú nếu chú có mở lớp. Trọng đi. USO USO APA HAL có phải là dầu? Mấy cái này là cái công ty dầu chứ không phải là dầu nha bạn. Mấy công ty này công ty dầu mỏ. Còn cái dầu thô nó cái gọi là CL hoặc là WTI. Nó là những cái dầu bạn lên Google bạn thấy, bạn sử dụng Google bạn bạn search ra được mà. Chứ nhớ mấy cái này là công ty dầu chứ không phải là dầu thô. Nhưng mà bạn phải coi lại với nói chuyện với broker á. Nói chuyện broker có nghĩa là cái tài khoản của bạn có thể nó không có future cho nên nó không không có hiện ra đó. Cũng có trong mấy clip trước con đã nói mọi người rồi. Cái tài khoản mở phải có future thì mới đánh được mấy cái đó. Future account. Bạn Hương Ninh cũng nói là xin add vào cái group. Bạn Cúc Lâm cũng nói là muốn add vào cái group. Bạn Cảm ơn mọi người. Ryan Lay xin cảm ơn anh Quang, buồn quá đi, ngày mai là ngày cuối rồi. Trong mấy tuần nay làm như một thói quen, cứ ngóng trông mỗi ngày và sẽ không còn nữa. Cảm ơn mọi người đã yêu mến, thì Quang cũng sẽ try to keep cái chương trình nó going theo một cách nào đó. Bạn Phú Nguyễn, tôi thấy SAN, SAN tức là Banco Stan, San, Santander và AEG tức là Aegon NV là hai công ty có thể lên double trong 1-2 năm tới mà khá an toàn. SAN hình như cắt dividend nhưng chỉ trong thời gian ngắn, còn AEG thì vẫn chưa nghe. Thì hồi nãy con nghĩ là phải gọi anh hay chú rồi đó, rồi con có Phú nói anh Nguyễn. là thì mấy clip trước con thấy có comment một số người thì cái cách của chú nhìn nhìn theo basic cơ bản thôi, chứ chú không nhìn được cái whole market toàn thị trường với cái trend như thế nào để mình đi, chú chỉ biết mấy cái basic thôi. Còn còn đánh mà để mà nhanh nhanh mà hiệu quả và đánh ăn được cả cái basic đó, tức là cả dividend cả cái giá nữa, thì chú chưa đủ khả năng đó, mới chỉ nhìn cái công ty theo theo mấy cái chỉ số cơ bản thôi. Thì chú thấy là cái Banco bữa nay của chú đưa nó rớt 3.72 nè, trong khi mấy cái của Quang lừa
nó tăng 30-40% không à? Mà cái stock này nó đi lâu lắm, thường qua không có kiên nhẫn với mấy stock này, nó chạy chút xíu buồn ngủ lắm, mệt. Thì hai công ty chú đưa con có liếc qua xíu, nếu ai muốn đầu tư lâu về ok, mà không phải nhảy ra nhảy vô cũng ok, nhưng mà với cái style mà cách đánh của quen thì mấy công ty này không hấp dẫn. Đi cứ 2-3% ngày buồn ngủ chán, đi về ít nhất 10-20%, thậm chí 30% một ngày, mấy ra quan mới để ý. Và đánh thường này, đánh này chỉ cho mấy người mà lớn tuổi, họ không có thời gian rồi, không có technique, không biết gieo vô mình mua cái để được, nó cũng có một chút an toàn mà không. Bên cô này thì coi cái tài sản bao nhiêu. Anh spell lại em cái tên đầu tiên. Banco Santander. Banco, nhưng mà cái chỉ số của nó là SAN. SAN. SAN 39 tỷ trên, chia cổ tức trên 10%, cũng ok. Độ năm giờ giảm 50 vô được, công ty này vô được, nhưng mà cơ hội vô thì có nghĩ chờ thêm xíu nữa, nhưng coi nó test 2 đồng được không. Như ai muốn đầu tư công ty này, chín ba ba. Chính dưới 2 lại đi, nhớ là chưa vô được. Chúng ta đi qua câu hỏi kế tiếp. Còn bạn liên chú còn một cái symbol nữa. Một cái symbol nữa là AEG. AEG là Egon, là Egon, Egon, Egon. Như gồm tài sản 5.7 tỷ, 15%. Ngày qua hồi sáng có liếc sơ qua xíu rồi. 5.7, 5.5, dividend 15. Thì nói thì nói vậy thôi, mà có thể hội đồng quản trị nó sẽ không có thêm gì là chia hay là không. Đồng ý chia như vậy hay là không. Đầu năm giờ cũng rất gần 50%, có thể đầu tư được chút. Nhưng mà chưa thấy là nó cũng chỉ tăng 3-5% ngày thôi, trong khi những cái stock của One Pick là đó, mười mấy 20% ngày thôi, thì nó có những cái cách đầu tư khác nhau, chứ không thể nói cái cách của Quang là gamble được. Đúng rồi, Quang có đánh đầu tư cho lâu dài và cả ngắn hạn, và nó nhanh hơn rất là nhiều. Thì đó là cái quê con đi từ xưa đến nay. Thưa chú và thưa bạn và thưa mọi người, thưa anh, thì mọi người sẽ tùy theo cái tính cách của mình để mà đánh với thị trường. Kể cả sau này Quang dạy các trader cũng vậy, dạy theo cái tính cách của người đó để nó hợp với cái trade, cái cách trade của họ, chứ không phải là có một cách trade, nhiều cách trade lắm. Yeah. Bạn Liên Vũ, chào Hoài Anh, anh Quang cho hỏi giá của AAL hiện nay đã đi lên chưa hay vẫn còn lên xuống như anh đã nói, và giá xuống bao nhiêu thì mua, giá bao nhiêu lên thì bán, khi nào mua vào để dành long term. Nãy giờ cái AA mình cũng nói nhiều rồi, là thì bán ra hết, tạm thời bán ra hết, vô lại thì tốt nhất trên dưới 10 đồng, dưới 10 đồng khỏe hơn. Bạn Yvonne Nguyễn cho chị hỏi Square, tức là SQ, có giữ long time được không Quang? SQ Square Inc. Tài sản 25 tỷ. PE cao quá chị. PE nó 92 lần. Nguy hiểm. Đầu năm giờ nó cũng lỗ 25%. Không biết chị vô giá nào. Giá nào. Có nghĩa chị phải chạy. Nó có một downtrend.
nhưng vẫn còn một cái đôi trên với chạy. Không thêm giá này không được. Chị mà vô theo quen 2-3 tuần trước thì có thể vô trên dưới 30, bây giờ nó 60 rồi, nguy hiểm, giá này không vô được. Và long thêm thì trời nó rớt hẳn mua chị, cái giá này vô không được, tốt nhất là khoảng 4 mấy vô. Bạn HNG chào hai đại ca mới. Bạn này chắc trên giang hồ hơi nhiều. Chào hai đại ca, mới theo dõi chương trình này được 1 tuần. Theo anh Quang, mua American Airlines. Mới theo dõi chương trình 1 tuần và theo anh Quang, mua American Airlines, Ford, Macy và Delta Airlines. Tính đến hôm nay, nó lên mà chóng cả mặt. Cảm ơn chương trình và thời gian của anh. Thân chào. Chắc là lúc này là Quang, nên bán ra. Quang cũng chóng mặt. Sáng nay Quang cũng chóng mặt và Quang chạy đó. Thì hy vọng bạn chạy hoặc là ngày mai sáng, nếu bữa nay chạy chưa kịp thì mai bạn ráng dậy sớm xíu chạy trước như vậy. Không thôi là bạn sẽ chóng mặt theo cái chiều hướng ngược lại. Thì phải nhanh tay, chưa chưa để long term được. Bạn Pat Lê, hai anh Quang, coi chương trình của anh tôi rất thích, muốn vào nhóm của anh thì có điều kiện gì không và phải làm sao? Xin anh vui lòng cho tôi biết thêm chi tiết hay gửi email giùm tôi. À, cái này là có trả lời nãy giờ rồi. Bạn Hoa Phạm Đăng, anh Quang cho tôi xin nick Facebook của anh Quang nhé. Tôi tìm mãi không thấy. Bạn cứ đánh vào chữ Quang Đặng, xong rồi thêm đánh thêm chữ là Global Investor, nó sẽ hiện ra hai con thú đang vật nhau, con trâu đang vật với lại con gấu. Đó là cái logo của anh Quang. Bùng bè. Bạn Phát Trinh hay là Phát Trịnh, xin hỏi anh Quang, nhảy ra nhảy vô như anh nói có phải là đỏ mua xanh bán và sáng bán chiều mua lại không anh? Có cách nào để nhảy ít bị té nhất không anh? Nhờ anh mà lần đầu tiên em chơi stock đã kiếm được chút cháo. Biết ơn anh và mến chúc anh sức khỏe. Bạn này hơi khiêm tốn, chỉ kiếm cháo thôi. Dạ thì nhảy vô không có nghĩa là sáng mua chiều bán hay là chiều mua sáng bán, mà mình phải đi theo cái trend. Trend lớn trend nhỏ thì mình bắt được hết, thì cái này phải học. Chứ không phải là cứ sáng mua chiều bán mà dễ bị dính, ôm đầu máu đó, phải cẩn thận. Mình phải học một cách đàng hoàng. Tính được trend, trend lớn mình tính được, trend nhỏ mình cũng tính được, thì khi đó mới thành công nhảy ra nhảy vô. Thì cũng may là bạn kiếm được chút tiền để bạn có cái hứng thú mà theo cái nghề này. Thì cũng như quê hồi nhỏ, mình nghèo mình đâu có tiền đâu, mình bỏ từng chút chút một, rồi cũng thua lên thua xuống như đâu phải đánh vô thành công liền. Nhưng mà từ những cái thua đó mình tích lũy kinh nghiệm. Quang không có may mắn được như bạn bây giờ để được đọc sách, rồi được những cái người pro như Quang chia sẻ. Đâu có, hay ngày xưa đâu có, tự học hết. Thì hy vọng bạn coi lại những clip bạn tự học. Có rất nhiều bài học trong 20 cái clip rồi. Mua lên xe bánh xuống nha, Quang chỉ mọi người nhiều lắm. Thì bạn cứ từ từ học. Thì hy vọng cái đó là một cái may mắn của bạn, còn giữ nó một cách cẩn thận, chứ đừng có đánh theo kiểu gamble hên xui hay là cứ nhảy ra nhảy vô phải có tính toán như vậy, nhớ cái đó, chứ không phải cứ sáng nhảy ra chiều nhảy vô như là đi làm sáng sáng xách ô đi tối xách về, không phải như vậy. Bạn Scott Hồ cho tôi cho hỏi thêm anh Quang là anh chỉ cách để mình trade được khi thị trường đã đóng cửa. Tôi nghe nói có software mình có thể trade sau và trước khi thị trường mở cửa, có phải không? Cảm ơn anh. Thì thưa anh, thì cái đó là phần mình phải mở account future. Future account thì khi mà kể cả khi đóng cửa mở cửa thì nó vẫn có những cái giá nó nhảy. Tại thị trường Mỹ đóng thì Europe nó nhảy hay là Á Châu nhảy thì bạn vẫn, anh hay là bạn vẫn có thể mua bán được trên đó. Nhưng mà giá nó sẽ khác so với cái giá real.
Đấy, phải là đánh phía trên. Bạn ANO00, bạn anh Quang có đánh option hàng ngày không? Anh thấy thị trường Mỹ còn xuống nữa hay là mua bây giờ? Anh Quang nên mở nhóm Facebook để trao đổi thông tin, em đóng góp bao nhiêu cũng được. Anh add em vào group, bạn ấy cho cái số email. Dạ, cảm ơn bạn. Thì Quang sẽ suy nghĩ cái đó. Thì mấy cái option Quang đánh thường lắm, nhưng mà Quang phải canh những cái trend lớn thì mới là mình đánh liền cái. Bởi vì option nó giá giá chốt strike strike price price strike rồi long, cái thời gian how long và bao lâu, thì nó ảnh hưởng tới cái giá trị của cái quyền mua đó, option đó. Nên đánh nhanh mình tính được chính xác mấy ngày đó, chẳng hạn mấy hãng du thuyền bạn mà đánh option của mấy hãng đó bắt đúng cái đáy đỉnh cái này, một ngày 400%. Quân đã thử và có những người đã theo đã thử mấy ngày trước là đánh đánh 25.000, chẳng hạn một mua cái option khoảng 25.000, trong 2 ngày nó nhảy lên 430 mấy%, chỉ có 2 ngày nó đi nhiều hơn rất là nhiều. Nhưng mà bảo đánh cái option nó phải cẩn thận. Bạn Peter Dương xin chào hai anh. Lucking LK, anh Quang nhấn mạnh là all in. Hôm nay có tin LK sẽ bị kiện ra tòa. Anh Quang nghĩ nó có bị ảnh hưởng gì về tin này hay không? Cảm ơn. Quang không có nói all in Lucky King. Không biết mọi người có lẽ lộn hay không. Quang nói cái đó có thể mua lớn khi mà nó rớt xuống bao đồng mấy. Nhưng lớn ở đây là 10 đồng. Những cái mà có rủi ro thì bạn bỏ cỡ hai một hai phần của bạn, 3 phần của bạn thôi, chứ không phải là all in. Quang nghĩ là bạn nói sai. Quang cũng đánh cái đó nhưng Quang không bỏ quá lớn, có nhiều cái để mình bỏ. Mà nó bị kiện thì kiện vậy thôi, chứ có ba cái người đứng sau nó có cổ phần lớn hơn mình nhiều, nó phải giải quyết những cái đó. Nó giải quyết không được, nó thua còn lỗ, thua lỗ hơn mình nhiều nữa, cho nên cũng không phải lo chuyện kiện tụng. Nó đã xảy ra rồi thì giá nó mới rớt như vậy. Nếu mà không có kiện tụng, bạn đừng có bao giờ mơ có được những cái giá như vậy. Có như vậy mình nhảy vô nó lộn xộn, mình may ra mình có cơ hội mình accept một cái rủi ro nào đó để mình vô thôi. Nhưng bình thường IPO nó đã 17 đồng rồi, điểm cao nhất của nó 53-54, tức là nó đã rớt gần 80-90% rồi. Thì mình nói cái xếp một chút rít để mình vô mình kiếm, không có sao hết. Và Quang không có nói mọi người all in cái này, chỉ nói đánh lớn, có thể đánh lớn ở dưới giá 4 đồng mấy là cái sáng thứ hai đó. Không có nói mọi người sáng thứ hai có thể nó có một cái trend đó. Nhưng có thể vô thêm thì Quang cũng đã vô 2 nhịp chứ không phải là 1 nhịp trên 6 đồng và 4 đồng mấy. Và mọi người cũng hay hỏi về cái LK này, đừng có sợ nó nhiều quá, calm down, bình tĩnh đi. Bạn Phôi Hạt, hai anh Quang, em muốn học hỏi về stock, anh có thể add email. Bạn này hỏi về stock và cũng muốn add email vào và sẵn sàng trả phí nếu cần. Bạn Scott Hồ, chào anh Lân và anh Quang, tôi đã coi nhiều clip của hai anh nhưng chưa từng comment. Clip của hai anh rất hay và bổ ích cho những người chưa có kinh nghiệm. Anh Quang sẽ không còn làm clip nữa nên rất tiếc, cho nên hôm nay tranh thủ hỏi anh Quang những cổ phiếu này nó lên tới giá nào là sell được. Khi bạn bạn ấy cho một loạt các cái cổ phiếu, em nghĩ chắc lựa 1-2 cái anh, chứ nhiều quá còn nhiều câu hỏi nữa. Đúng rồi. Đúng. Vì trong tình hình này mình không kiểm soát được phiếu của mình nên nhờ anh chia sẻ, cảm ơn nhiều. Nếu được anh có thể làm clip mỗi tuần một lần cũng được. Dạ cảm ơn anh. Đây là những cổ phiếu bạn ấy hỏi là PFE. 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 Là Fisher. Fisher cái hãng này ok. Là 194 tỷ. Thì 4.5 đầu năm vừa giảm với 20%, hình như cái hãng này hãng dược thì phải. Pharmacy cũng nhớ là vậy. Nó đi thẳng đứng vậy không sell được như anh. Mấy cái công ty dược bây giờ cái mùa dịch này, Quang có đưa list 14 công ty dược hàng đầu thế giới cho mọi người thì phải canh mua. Mấy công ty dược cái mùa này mà anh sell là anh chết.
nó sản xuất nhiều thuốc, cái mấy cái product của nó make money, cái cơ hội của nó mà. Nhiều mình sale là đi ngược, chết, không được, công ty này không sale được. Để thêm một công ty nữa đi. Cái thứ hai là VIPS. VIPS. VIPS là VIP Shop Holding. Không biết VIP Shop Holding hay là Vanguard. Anh có viết rõ đó không? Có hai cái Anh không ghi rõ VIP, ra mà ghi là tại vì VIPS. VIPS có hai cái là Vậy thì nếu vậy thì nó confuse thì mình VIPS. qua cái VIPS khác thì đi. nó là VIP shop, còn có X phía sau nữa thì nó cái quỹ của Vanguard. Cái này VIP shop. Đầu năm giờ nó tăng không à? Cái này thì có thể xem xét để short. Có thể thôi. Tại vì nó cũng có cái dấu hiệu để mà mình có thể đánh short sale được. Nhưng mà anh đánh cái này cũng phải cẩn thận. Nếu short sale, cái nhịp trước anh đánh không được thì giá này cũng không đánh short sale được. Mình chờ nó test 18 sale nha. Với giá 15 chấm mấy đánh short sale không được. Câu hỏi của bạn Hoàng Huynh. Hello hai anh em. Again, em có hỏi lần trước nhờ anh Quang chỉ đánh cách đánh đi xuống, tức là thường ngày mình bắt đáy rồi đánh đi lên. Vậy còn ngược lại, mình cho lên tới top rồi mình đánh xuống thì phải làm sao? Có phải mình click sell rồi bán, mình click buy không anh? Thank you. Mình bán trước rồi mình buy sau thì short sell, hay là sell trước rồi buy back sau. Là cái thí dụ mà Quang đánh Room đó, công ty Room Video đó, mà bữa giờ nó bị lộn xộn đó, thì Quang đánh giá 154, 153, sau nó lên 160. Buổi sáng Quang mở ra thấy lên vậy, Quang đập thêm một trận nữa. Mấy công ty của China đó có lấy cái thí dụ đó cho mọi người hiểu là cách đánh. Mình có thể có những công ty trong thị trường này nó dù đi xuống đã nhiều rồi, nhưng mà cũng có những công ty mình vẫn đánh short sale được, còn những công ty rớt nhiều rồi mình không thể đánh short sale được nữa, nguy hiểm. Chẳng hạn như cái trend bull bữa mà mình bắt ở trên dưới 90 lên đến 180, thì thường thì nếu mọi người mạo hiểm có thể đánh short sale được, nhưng mà Quang không có đánh short sale ở đó, thì nó cũng rớt xuống 120, mọi người cũng thấy rồi, mà chỉ đến 180 Quang kêu mọi người chạy thôi. Mà khi Quang nói chạy là biết rồi, là có, nó sẽ có biến, sẽ có something happen, đúng, nó đã có. Thì mọi người ráng coi kỹ mấy clip, Quang nghĩ hay mấy clip này Quang chỉ nhiều cách đánh lắm, mọi người nghiên cứu kỹ sẽ thấy nó rất là thực tế và hiệu quả, cứ học từ từ. Bạn Nguyễn Trích, hai hai anh, em mới biết chơi stock. Bạn em chỉ em xài app Robinhood và mua được một ít stock của Wayfair, Macy, AT&T. Tình cờ em mới xem được video của anh Quang. Có nghe anh nói không nên xài app đó. Anh cho hỏi em muốn transfer sang broker khác, phải làm sao anh? Tiếc là em biết chương trình quá trễ và cuối tuần này anh tạm ngừng rồi. Em sẽ tham khảo mấy video trước của anh. Chân thành cảm ơn. Giờ thì bạn cứ ráng học từ những cái clip trước Quang đã chỉ mọi người. Thì khi bạn có tài khoản ở broker này thì bạn có thể mua qua broker khác, chứ không cần phải chuyển tiền về bank rồi mới mua qua cái broker khác. Thì Quang có làm một cái clip về các broker, bạn phải kiếm cái clip đó coi lại. Có cái bảng mà so sánh tất cả các broker ông đó thì bạn sẽ thấy Robinhood nằm tuốt luôn dưới này, nên phải phải mua. Đấy chuyển. Kể cả khi mình đánh vé nó không có vô liền, vé nó different nữa, nó nhiều vấn đề lắm, nên hãy chọn top 3, top 4 mình trong cái gợi ý của Quang đó thôi. Thì chúc bạn thành công. Bạn Pixel Gamer, bạn này có câu hỏi hơi thảm thương. Anh Quang ơi, có thể giúp mọi người thêm trong thời gian dịch cúm này để mọi người có chút để đóng tiền nhà cửa với anh please. Cho em hỏi mà
Bạn ấy muốn hỏi tới cổ phiếu của JNUG mua được không? Cảm ơn anh. Có những cái JNUG. có nhiều cái cổ phiếu mình nói ra nó tăng quá trời mà sao không chịu theo mà cứ kiếm mấy cổ phiếu khó đánh không thôi. J, anh đọc spell lại giùm em ạ. J J N U G. N U G O là đánh vàng. Này em đánh vàng rồi, nó là ETF của vàng. Vàng giá này đang tăng nhưng mà nó đổi chỉ số, nó đổi cái mấy công ty của nó rồi nó đổi rồi nó split nữa. Không nên đánh nha bạn, mấy cái này bạn đừng không có rành đừng có đánh. Nó là giống như giá vàng tăng 1 đồng thì nó tăng 2 hoặc 3 đó. Để em coi cái này tăng 2 hoặc 3. Cái ETF của vàng nó có 2 3 cái, còn một cái NUGT nữa, GNUGT, J J JNUG và JNUG. NUGT thì nó có 2 cái. Cái này hình như tăng 2 và cái kia tăng 3 thì không, tốt nhất họ đừng có đụng vô mấy cái này nguy hiểm. Giá bây giờ 1.700 mà nó rớt, nó đổi, nó split ra lúc lúc có 1.200 1.300 lên lên 1.500 thì nó tăng lên 100, mà bây giờ giá vàng lên 1.700 rồi mà nó còn 4 đồng mấy 6 đồng mấy là bạn biết rồi, nó gamble vậy đó, mà mình dễ bị dính mấy cái bull trap của nó, phải cẩn thận. Mua thì mua ít thôi, đừng có đánh nhiều quá nha bạn. Mà giá vàng tăng này nó đảo bất cứ lúc nào nha, nó đảo bất cứ lúc nào rất là cẩn thận. Mà có ba thị trường, cái GTF này đánh nguy hiểm lắm, tại nó ba thị trường Á Châu rồi Úc Châu, Á Châu châu Âu với Mỹ, rồi nó đổi tùm lum. Những cái buổi sáng market nó mở ra nó có những cái break, cái gap đó. Gap tức là cái giá mở cửa đóng cửa nó cách biệt, những cái bạn dừng lỗ ở dưới này nó cũng có chạm đấy, nên đánh phải rất là cẩn thận, dừng lỗ cũng không kịp luôn, nhiều người bị lắm, phải cẩn thận. Câu cuối của bạn Robert Lâm, LK, never listen to anybody. Scammers are in action. Plan your trade, trade your plan. Coi chart only. Tạm dịch là cho tiếng Việt cho mọi người đều nghe là cái cổ phiếu của LK. Đừng bao giờ nghe lời ai. Bọn lừa đảo thì ở đang hành động. Hãy lập kế hoạch cho cái việc trao đổi chứng khoán của bạn. Và hãy trao đổi cái kế hoạch của bạn, phải coi cái chart mà thôi. Đúng Mời anh vậy Quang. thì con thấy người này có một vài cái post của những cái clip trước rồi, con có đánh giá là người này có chút kinh nghiệm nhưng mà cái độ nhạy vẫn chưa cao. Như lần trước khi con nói là bull 100 đó, mới con nói 2 nó lên, thì con nghĩ có thể anh có chút kinh nghiệm nhưng mà cái độ nhạy lên cái next step, cái level anh cần phải thời gian và luyện tập, chứ về các phân tích hay là cái cách đánh của người anh có biết, chứ không phải là không. Nhưng mà để nhạy hơn nữa thì cần phải có chỉ dẫn hoặc là phải luyện nữa, có thể phải mất nhiều năm và mất nhiều tiền bạc, nhưng nếu gặp đúng người chỉ dẫn thì anh dễ lắm. Dạ, anh. Cảm ơn anh Quang rất nhiều. Với câu hỏi mang tính triết lý của anh Robert Lâm, chúng ta đóng lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người. Xin chào Lâm, xin chào khán giả, hẹn gặp lại ngày mai. Bye bye. Xin chào anh Quang, hẹn gặp lại ngày mai.